giảm đường trong máu bằng cách ăn quả. Một chế độ ăn uống làm mạnh, giàu chất dinh dưỡng từ thiên nhiên là yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Tại Việt Nam, có nhiều loại quả không chỉ ngon mà còn có tác dụng hỗ trợ giảm đường trong máu. Dưới đây là những loại quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy và sử dụng trong chế độ ăn hàng ngày. Một, Ổi Ổi là một loại quả giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu. Ngoài ra, ổi cũng chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các biến chứng của bệnh tiểu đường. 2. Thanh long Thanh long là loại quả phổ biến ở Việt Nam, chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước. Chất xơ trong thanh long giúp kiểm soát đường huyết bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn kiểm soát cân nặng và đường huyết. 4. Bưởi Bưởi là một trong những loại quả được khuyên dùng cho người mắc tiểu đường. Bưởi chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm mức đường trong máu. Một ly nước ép bưởi không đường có thể là lựa chọn lý tưởng để bắt đầu ngày mới. 5. Táo. Táo là loại quả giàu chất xơ và polyphenol, những chất này giúp giảm lượng đường trong máu và cải thiện chức năng insulin. Táo cũng có chỉ số GI thấp, giúp duy trì mức đường huyết ổn định sau bữa ăn. 6. Quả mâm xôi, raspberry Quả mâm xôi tuy không phổ biến như các loại quả khác ở Việt Nam nhưng cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho người mắc tiểu đường. Quả mâm xôi giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp kiểm soát đường huyết và bảo vệ sức khỏe tim mạch. 7. Chuối xanh. Chuối xanh, không như chuối chín, chứa ít đường hơn và giàu chất xơ, đặc biệt là pectin, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và kiểm soát mức đường huyết sau bữa ăn. 8. Quả mướp đắng, khổ qua. Mướp đắng là loại quả nổi tiếng với khả năng giảm đường huyết tự nhiên. Mướp đắng chứa charantin và polypeptide B, hai hợp chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh mẽ. Uống nước ép mướp đắng hoặc ăn mướp đắng trong bữa ăn có thể giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Việc lựa chọn những loại quả phù hợp có thể giúp bạn kiểm soát đường huyết một cách tự nhiên và hiệu quả. Kết hợp chúng với một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Hãy thử những loại quả trên và khám phá lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.